Có một thực tế là thực phẩm nhập ngoại và nước ta đang được đội giá cao, so với các thực phẩm nội trong nước thì giá của thực phẩm ngoại có thể đắt là gấp 2 đến 3 lần. Đang nói là nhiều sản phẩm khi mà vào thị trường trong nước thì giá bán cao đến cả chục lần so với giá nhập khẩu. Để có cái nhìn rõ hơn thì xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin về một mặt hàng rất quen thuộc với nhiều gia đình, đó chính là sữa bột. Theo một thông báo của Tổng cục Hải quan, giá nhập khẩu sữa bột Similac Advan hộp 658 g là 119.700 đồng một hộp, nhưng giá bán lẻ lên tới 540.000 đồng một hộp, tranh 351% hay sữa bột Galia số 1 900 g có giá nhập 119.700 đồng một hộp, nhưng giá bán lẻ là 560.000 đồng một hộp, tăng 367%. Cụ thể, một hộp Similac Advance giá nhập khẩu sau khi cộng thêm các chi phí như thuế xuất nhập khẩu, cước vận chuyển, chi phí quản lý, hoa hồng các hãng sữa chi cho các đại lý lớn, 20 thậm chí là 30% chi phí quảng cáo tiếp thị. Như vậy, giá hộp sữa này đã được tăng lên gấp 5 lần lên tới 540.000 đồng. Chính những yếu tố và các khâu nhập khẩu trên khiến không riêng gì sữa mà ngay cả các sản phẩm thực phẩm nhập ngoại vào nước ta có giá rất cao.